Trực tiếp, lễ nhận tang Phi Nhung, Hồ Văn Cường và các con nuôi khóc ngất khi quấn khăn tang cho nhau. Vào trưa ngày 28 tháng 9, Phi Nhung đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Chợ Rẫy sau hơn một tháng điều trị COVID-19. Dù đã được các y bác sĩ chữa trị tận tình, nhưng do diễn biến bệnh tình khó lường, cố ca sĩ đã không thể qua khỏi, để lại nỗi bàng hoàng, xót xa cho những người ở lại. Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, nên lễ tưởng niệm, lễ cầu siêu hay tang lễ của cố ca sĩ sẽ chỉ được tổ chức đơn giản với số lượng người giới hạn. Mới đây nhất, vào sáng ngày 30 tháng 9, đã diễn ra lễ cầu siêu của nghệ sĩ Phi Nhung tại nhà riêng với sự có mặt của những người thân cận. Khoảnh khắc khiến khán giả xót xa nhất chính là lúc Hồ Văn Cường ngồi thất thần nhìn di ảnh mẹ và các cảnh con nuôi cố ca sĩ quấn khăn tang cho nhau và kính cận quỳ gối khấn nguyện cho hương hồn của mẹ về với vòng tay Phật. Giờ đây, Phi Nhung đã ra đi mãi mãi, để lại 23 người con nuôi với nỗi đau buồn vô tận, cố ca sĩ từng tâm sự. Trong số các bé, có 5 bé độ tuổi từ 2 đến 6 tuổi, thậm chí có một bé 1 tuổi sống với Phi Nhung từ lúc mới lọt lòng và xem cô như mẹ ruột. Trước tình cảnh trên, khán giả bày tỏ sự băn khoăn, lo lắng cho số phận phía sau của 2-3 em nhỏ khi người đỡ đầu đã không còn. Tuy nhiên, thật may mắn khi ca sĩ Truy Di Phương Trinh và tỷ phú Hoàng Kiều đã đứng ra nhận nuôi các em, khiến mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, thông tin Phi Nhung qua đời và 2-3 em nhỏ vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận, trở thành chủ đề nóng được cả xã hội nhắc đến. Bởi lẽ, Phi Nhung không chỉ là ca sĩ tài năng mà còn có tấm lòng bao dung, nhân hậu, dành cả cuộc đời để giúp đỡ mọi người, rất đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Trao đổi với Zing, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ Em cho biết, những ngày qua, dư luận quan tâm về vấn đề một số cá nhân muốn nhận nuôi 2-3 trẻ em mồ côi làm con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung. Cục trưởng Cục Trẻ Em khẳng định, trong các văn bản, quy phạm pháp luật như luật, nghị định, thông tư đều có các quy định rõ ràng để giải quyết trường hợp trên. Cụ thể, theo ông Đặng Hoa Nam, hướng giải quyết đầu tiên là xem xét, kiểm tra cơ sở chăm sóc trẻ em mồ côi của ca sĩ Phi Nhung. Nếu những người quản lý, chăm sóc hỗ trợ các em vẫn đủ điều kiện thì họ tiếp tục nuôi 23 người con. Trong trường hợp cơ sở nói trên không đủ điều kiện chăm sóc các trẻ em mồ côi, địa phương phải chuyển về cơ sở công lập để nuôi và dạy dỗ. Ngoài ra, trường hợp Phi Nhung nhận đỡ đầu, chăm sóc và gửi các bé đến cơ sở khác, chỉ hỗ trợ chi phí về ăn uống, sinh hoạt hàng tháng khi ca sĩ mất. Nếu quỹ, họ nguồn tiền nuôi dạy 2-3 người con nuôi vẫn còn hoặc có người khác đảm nhiệm, cơ sở này vẫn hoạt động bình thường. Ông Đặng Hoa Nam cho biết, nếu quỹ này không còn, phải đưa các trẻ em mồ côi về cơ sở công lập. Điều quan trọng là phải tìm hiểu xem cơ sở chăm sóc trẻ em của ca sĩ Phi Nhung có đầy đủ thủ tục pháp lý hay chưa. Nếu đầy đủ rồi, các cá nhân nào muốn nhận nuôi các bé phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trường hợp con gái của Phi Nhung muốn đứng ra tiếp tục chăm sóc các em cũng phải làm thủ tục để chuyển đổi người đại diện về mặt pháp lý cơ sở nói trên, Cục trưởng Cục Trẻ Em trao đổi thêm.